Muốn biết mình sống thọ hay không, chỉ cần nhìn ba kiểu người này là biết. Mến chào quý khán thính giả đang theo dõi video trên kênh Ngẫm Sự Đời. Quý vị thân mến, theo quý vị thì làm thế nào để quyết định đến tuổi thọ của một người? Có thể quý vị sẽ nghĩ ngay đến những yếu tố như là dinh dưỡng này, thói quen sống này, đúng không ạ? Những điều đó đúng, song chưa phải là tất cả để quyết định tuổi thọ của một người đâu quý vị ạ. Bởi vì tinh thần, tính cách cũng là điều vô cùng quan trọng nữa. Chắc hẳn bây giờ quý vị đang nghĩ, vậy người như thế nào thì sẽ sống thọ, sống lâu phải không? Vậy thì trong video ngày hôm nay, Ngẫm Sự Đời sẽ chia sẻ với quý vị về ba kiểu người mà chắc chắn sẽ sống rất thọ. Càng sống lại càng gặp nhiều chuyện tốt, có quý nhân phù trợ, cả đời chẳng lo bất hạnh. Đó là ba kiểu người nào? Mời quý vị cùng Ngẫm Sự Đời tìm hiểu trong video nhé. Kiểu người thứ nhất, người thường xuyên làm việc tử tế. Vào thời Đông Hán, hoàng đế đã tặng một bầy cừu sống cho các vị tướng vào đêm giao thừa. Tuy nhiên, các con cừu trong bầy có sự khác biệt rất lớn về tuổi tác, độ gầy béo, dẫn đến những ý kiến phân chia cừu khác nhau. Có người cho rằng nên ghi số lên mỗi con cừu rồi tiến hành bốc thăm. Có người lại bảo cứ giết hết rồi chia đều thịt. Lúc này, một vị tướng tên Trấn Vũ chợt đứng lên nói: "Không cần tính toán nhiều như thế, tùy tiện lấy một con đem đi là được rồi." Nói xong, liền dắt con nhỏ nhất đi. Mọi người làm theo và bầy cừu đã rất nhanh được phân chia xong. Sau khi hoàng đế biết chuyện, đã có cái nhìn khác về Trấn Vũ. Không lâu sau, còn thăng chức cho ông làm thái phó của thái tử. Quý vị nghe câu "ở hiền gặp lành" rồi đấy ạ. Người làm việc tử tế, việc tốt thường xuyên thì cứ yên tâm là sẽ được cuộc đời đáp lại những điều tốt đẹp quý vị ạ. Trong Hồng Lâu Mộng, Vương Hy Phượng là người đã thả những kẻ cho vay nặng lãi, ép chết Vương Nhị Thư. Kết quả vì tính toán quá nhiều làm hại thân, sức khỏe ốm yếu, phải chết vì bệnh tật. Tuy nhiên, nhờ chút nhân từ với bà Lưu, khi giả ra chết hết, con gái của Vương Hy Phượng đã được cứu sống. Sống tử tế, tuy có lúc sẽ phải chịu thiệt, nhưng quý vị đừng lo, cũng đừng nên đánh mất niềm tin vào nó. Sự độ lượng của một người luôn là liều thuốc an thần, giúp họ không thẹn với lương tâm. Quý vị cứ hình dung nhé, cuộc sống này như một con heo đất, mỗi ngày thiện chí bạn gửi sẽ âm thầm trở thành phước lành của quý vị. Lòng tốt giống như một dây chuyền, chỉ cần quý vị sẵn lòng cho đi thì lòng tốt sẽ tăng lên. Và sau cùng, tất cả lòng tốt mà quý vị cho đi sẽ được đáp lại theo một cách nào đó. Hãy cứ tự nhắc nhở với mình rằng, lòng tốt cũng giống như một loại đầu tư khôn ngoan. Có thể vào khoảnh khắc mà quý vị quyết định cho đi lòng tốt của mình, quý vị sẽ bị mất đi một thứ gì đó. Nhưng hầu hết những thứ đã mất này sẽ đều được biến thành những lòng tốt, những sự giúp đỡ quý giá. Chỉ khi quý vị biết cho đi lòng tốt càng nhiều, quý vị sẽ thấy rằng con đường của mình ngày một rộng hơn. Khi quý vị gặp khó khăn, sẽ luôn có người mà quý vị từng giúp đỡ ở đó để mở ra cho chúng ta một cánh cửa khác quý vị ạ. Kiểu người thứ hai, người tự giác, có chí tiến thủ. Không biết quý vị đã từng nghe câu chuyện như thế này chưa? Cái gọi là kỷ luật tự giác chính là nguyên tắc quan trọng để giải quyết mọi khó khăn trong cuộc sống với một thái độ tích cực và chủ động. Quả thực quý vị ạ, cuộc đời mỗi người có rất nhiều nỗi đau, khó khăn, vấp ngã, nhưng chúng không phải là thiên tai mà chúng ta không thể chống lại được. Chỉ có điều là chúng ta chọn cách giải quyết chúng như thế nào mà thôi. Vứt bỏ hay thay đổi, quý vị là người rõ nhất mà. Nếu chỉ biết sống kiểu tiêu cực, thụ động, cuộc sống sẽ không có sự thay đổi. Một năm, năm năm, 10 năm sau, quý vị cũng vẫn chỉ là mình của ngày xưa. Có chăng cái khác duy nhất là quý vị đã già đi 1 tuổi, 5 tuổi hay 10 tuổi. Còn những nỗi đau, sự vất vả thì vẫn chỉ là nỗi đau và vất vả. Còn ngược lại thì sao? Khi quý vị tích cực chủ động đi giải quyết vấn đề,
khó khăn sẽ trở thành hạt cát nhỏ bên trong con trai. Nhất định vào một ngày nào đó, nó sẽ phát sáng và quét sạch bụi tàn trước đó. Chỉ có sự tự giác kỷ luật lâu dài, thứ đổi lại được đó là những thành tựu lớn hơn ngày hôm qua, những thành tựu sáng chói hơn năm ngoái. Không chịu đựng được sự vất vả của sự tự giác kỷ luật, ắt phải chịu cái khổ của cuộc sống mưu sinh vất vả. Có một câu chuyện như thế này. Thời xưa, có một đại học sĩ tên là Từ Phổ, thông minh từ nhỏ, lại chăm chỉ đọc sách. Thuở thiếu thời, khi còn đi học, tiên sinh dạy học thường xuyên thấy cậu học trò này mở sách khác ra đọc. Tưởng là những vật chơi bời thì cực kỳ tức giận. Sau đó, tiên sinh mới phát hiện ra đây là cuốn vở dùng để ghi lại toàn bộ đúc kết xuất sắc trong mỗi giờ học. Do chính Từ Phổ chép tay lại, sự cần mẫn khiến thầy giáo hết lời khen ngợi. Từ Phổ còn học theo cổ nhân trong phương pháp tự kiểm điểm hành vi và lời nói của mình mỗi ngày. Trên bàn, ông luôn đặt hai cái lọ, một lọ bên trái đựng đậu đen và một lọ bên phải đựng đậu nành. Mỗi khi trong lòng sinh ra ý thiện, nói ra lời thiện, làm một việc thiện, ông sẽ đặt thêm một hạt đậu nành vào lọ bên phải. Ngược lại, nếu lòng có ý xấu, lời nói hay hành vi có khuyết điểm nào đó, ông sẽ đặt thêm một hạt đậu đen vào lọ bên trái. Khi mới bắt đầu, số đậu đen tăng nhanh hơn đậu nành, ông không ngừng tự kiểm điểm bản thân, khích lệ chính mình cố gắng thay đổi. Sau này, dần dần hai lọ ngang bằng nhau, ông tự nhủ bản thân không ngừng cố gắng, càng nghiêm khắc hơn khi yêu cầu bản thân. Cứ thế, ngày này qua tháng khác, cùng với số đậu nành càng tích càng nhiều, số đậu đen không đáng là bao. Từ Phổ cũng dần hình thành hệ thống kỷ luật tự giác cho riêng mình, trở thành nhân vật đức cao vọng trọng, người đời kính ngưỡng quý vị ạ. Có thể thấy, đa số những người sau cùng có thể nổi bật và tỏa sáng là bởi vì họ đã tích lũy, đã trải nghiệm đủ rồi. Và quan trọng là họ có sự kỷ luật, sự tự giác cùng chí tiến thủ vô cùng lớn. Có thể chúng ta sẽ không thấy được chút tác dụng gì trong thời gian ngắn, nhưng nếu quý vị cứ kiên trì tới cùng, quý vị hoàn toàn có thể thay đổi cả cuộc đời mình. Quý vị ạ, trên đời này, thành công không dễ dàng đến với ai. May mắn từ trên trời cũng chẳng rơi xuống chúng bất kỳ ai. Cuộc sống này có quy luật của nó. Tất cả những thứ mà quý vị chịu đựng rồi có ngày sẽ biến thành phước lành của quý vị. Khi còn trẻ, nếu quý vị càng chăm chỉ thì cuộc sống về già càng an nhàn. Kiểu người thứ ba, người tử tế với gia đình, người thân. Tháng trước, công ty của Ngẫm Sự Đời có thêm cậu nhân viên mới tên là Trương. Trương đối với đồng nghiệp thì khiêm tốn, lễ độ, đối với khách hàng thì nhẫn nại, lễ phép, làm việc cũng rất chăm chỉ. Dần dần, Trương nhận được sự tín nhiệm của mọi người, có dự án gì mới mà không làm kịp, mọi người đều giới thiệu cho Trương. Thế nhưng sau này, vì một số chuyện nhỏ mà khiến mọi người phải nhận thức lại về con người của Trương. Có lần, công ty tổ chức tiệc ăn uống, nhân viên có thể đưa người nhà đi cùng. Trương bận bịu giúp chị La bên nhân sự gọi món cho mọi người. Đối với ai cũng nhiệt tình chu đáo cả. Trong lúc mọi người đang ăn uống tưng bừng, vợ của Trương vì sợ chồng mình uống nhiều nên có cảm giảm vài câu. Trương lập tức thay đổi sắc mặt và quay sang quở mắng vợ. Sao cô phiền phức quá nhỉ? Chuyện của tôi cô đừng xen vào. Đàn bà con gái nhiều chuyện, không có việc gì nữa thì cô về trước đi. Xong rồi, Trương lại vui vẻ nói chuyện với đồng nghiệp như thường. Một lần khác, Trương vừa vui mừng hớn hở nói chuyện điện thoại với khách hàng xong thì người nhà gọi đến. Trương cau có bực bội. Cô lại làm sao thế? Chuyện bé tí thế mà cô cũng không giải quyết được thì cô còn làm được gì nữa hả? Mỗi việc trông con mà cũng chẳng ra hồn, sao lúc xin tiền lại tích cực chủ động thế hả? Đồng nghiệp nghe xong, ai cũng tròn xoe mắt ngạc nhiên. Dù áp lực có lớn đến mức nào, cư xử với người nhà như vậy thực sự khiến người khác đau lòng. Quý vị thấy đấy, có lẽ muốn nhìn rõ một người thì cách tốt nhất chính là nhìn vào việc
mà họ đối xử với người nhà của mình ra sao. Những kẻ sĩ diện thích lấy lòng người ngoài để được khẳng định thường không cư xử tốt với những người thân xung quanh họ, bởi năng lượng tích cực họ đã sử dụng hết với người ngoài. Còn khi đối mặt với người nhà, họ chỉ còn năng lượng tiêu cực và bản tính cục cằn của mình mà thôi. Khi quý vị gặp một người đối xử tệ với người nhà nhưng lại lễ độ, cung kính trước người ngoài, thì cần phải đặt dấu hỏi lớn về nhân phẩm của họ. Bởi thái độ cư xử với người nhà ẩn chứa một cách chân thật nhất tính cách của họ. Thành công lớn nhất của một người có lẽ không phải dùng thành tựu để đo đạc, mà đôi khi sự thành công ấy đến từ chính việc họ biết dùng sự dịu dàng, ấm áp của mình để dành cho người thân của mình. Càng lớn tuổi, ta càng nhận ra tiền bạc cũng chỉ là vật ngoài thân. Gia đình mới là thứ vững chắc nhất. Phúc khí không phải là một việc tốt, nỗ lực một ngày, quan tâm người khác một lần là sẽ có được. Nó cần chúng ta tích lũy từng chút một quý vị ạ. Và ba kiểu người mà Ngẫm Sự Đời vừa chia sẻ chính là những kiểu người càng sống lại càng tỏa sáng, tuổi thọ kéo dài. Và gặp những người như thế, quý vị nhất định phải trân trọng nhé. Quý vị thân mến, cuộc đời mỗi người dù là hạnh phúc hay đau khổ, được hay mất, điều quan trọng là hãy giữ trái tim được an ổn, yên bình và hướng về ánh sáng. Nhiều người khi còn trẻ thường cho rằng chỉ cần tiền đủ nhiều thì cuộc sống sẽ hạnh phúc, nhưng phải mất một nửa đời họ mới hiểu ra tiền tuy quan trọng nhưng có nhiều thứ còn quan trọng hơn. Vậy những thứ được xem là quan trọng hơn đó là gì? Và vì sao chúng lại quan trọng đến thế? Hãy cùng Ngẫm Sự Đời tiếp tục lắng nghe nhé! Điều thứ nhất, thân không bệnh tật là điều kiện hàng đầu để hạnh phúc. Quý vị từng nghe qua câu này chưa? Khi một người tỉnh táo, mọi vấn đề đều là vấn đề bình thường và họ có năng lực giải quyết được. Nhưng khi bệnh tật, chỉ có những nơi khiến họ đau đớn mới là vấn đề, nhưng họ lại không thể tự giải quyết được. Cách đây vài ngày, một diễn viên 46 tuổi nói đùa trên trang cá nhân rằng có khả năng sẽ tái phát đau ruột thừa tận 2 lần. Tôi có nên đi mua vé số không? Mặc dù chỉ là lời nói đùa, nhưng thực tế, từ đầu tháng 3 năm ngoái, vì đau ruột thừa, anh ta đã phải nhập viện, không ăn uống được gì và sụt tới 9kg, suýt nữa không giữ được mệnh. Thế nên sau đó, anh ấy đã thông qua một tờ báo để khuyên mọi người rằng đừng coi sức khỏe là điều hiển nhiên, bởi vì nếu không có sức khỏe, bạn chẳng là gì cả. Ngẫm Sự Đời biết và hiểu việc chúng ta cố gắng là tốt, nhưng dùng tuổi trẻ để đánh đổi vật chất là sai, bởi vì vật chất là thứ mất rồi có thể kiếm lại được, nhưng sức khỏe chỉ có ra đi chứ không trở lại. Một căn bệnh hiểm nghèo thực sự có thể phũ phàng đến độ lấy hết mọi niềm vui xung quanh chúng ta đấy quý vị ạ. Của cải vật chất là thứ bên ngoài cơ thể, nhưng cơ thể khỏe mạnh mới là nền tảng cho cuộc sống chất lượng. Nhà cao tầng muốn vững cũng phải dựa vào nền móng chắc chắn mới trụ lâu dài được. Cũng có người nói rằng chiến trường nửa đời sau của mỗi người chính là đấu tranh với sức khỏe, còn chiến trường hiện tại là tiền bạc. Thế nên rất nhiều người đã dùng sức khỏe để đổi lấy tài phú, vì họ luôn tâm niệm rằng hiện tại không lo giàu, về già có sức khỏe cũng vô ích. Đấy là vì chúng ta chưa suy nghĩ thật thấu đáo. Quý vị thử hình dung đến trường hợp xấu nhất mà xem. Khi quý vị nằm trên giường bệnh lâu năm, bao nhiêu tiền cũng không đủ. Sự tuyệt vọng mỗi ngày càng đè nặng. Lúc này, quý vị không thể tách rời bệnh viện và thuốc men. Bị tra tấn mỗi ngày, không chỉ có mình quý vị đâu, mà còn cả người nhà của chúng ta nữa. Vì vậy, thà rằng từ bây giờ tự chăm sóc bản thân thật tốt, phải cố gắng cho sự nghiệp, nhưng cũng phải biết nghĩ cho sức khỏe, ăn uống điều độ, ngủ đủ giấc, tập thể dục và cố gắng hạn chế thức khuya, nóng giận. Bản thân một người nếu không đau ốm đã là của cải vô hình rồi quý vị ạ. Điều thứ hai, tâm không phiền não, đời sống tinh thần càng phong phú.
Trong bộ phim của Nhật Bản Mừng Ấm Sợ Đời từng xem, có một lời thoại thế này: là người, ai rồi cũng sẽ già. Cuộc sống rồi sẽ ép mỗi người chúng ta phải trưởng thành, bỏ đi cái non nớt mà bước đi thận trọng hơn. Trong quá trình đó, bạn sẽ nhận ra muốn quay về cái tôi ngày xưa cũng không được nữa. Quý vị có bao giờ thắc mắc tại sao người lớn thường ngưỡng mộ sự vô tâm của trẻ con? Bởi vì bản chất của trẻ con là sự hồn nhiên, gạt bỏ mọi lo lắng và dễ dàng tiếp nhận vẻ đẹp xung quanh mình. Ngẫm Sự Đời từng nghe qua một câu chuyện của một người bà con xa, và tôi vẫn suy nghĩ về nó rất lâu. Cách đây nhiều năm, chồng của chị ấy vì tai nạn ô tô phải nằm liệt trên giường. Từ đó, chị ấy phải gánh hết mọi chi phí trong gia đình, vừa phải lo tiền học phí cho con, vừa phải chạy tiền viện phí cho chồng. Chiều nào đi làm về là chị ấy cũng phải vội vã chạy về nhà giặt giũ nấu ăn, thay thuốc cho chồng và dọn dẹp nhà cửa. Nhiều người ngưỡng mộ chị ấy có thể một mình chăm lo cho gia đình trong nhịp sống vất vả như vậy. Đôi lúc đêm đến, thấy chồng đang ngủ say, chị ấy lại pha cho mình một tách trà, cảm nhận sự bình yên trong làn gió mát rượi buổi tối. Những người nghe hoàn cảnh chị ấy xong, có người giúp đỡ chút ít, có người không biết an ủi thế nào, nhưng chị ấy vẫn cười nói: tuy tôi sống vất vả thật, nhưng ít ra vẫn có thể dành chút thời gian cho bản thân. Chồng tôi cũng đang khỏe lên từng ngày, con cái học hành cũng giỏi giang, ít nhất cũng có hy vọng sống. Còn sống, còn hy vọng đã là hạnh phúc. Bất cứ khi nào nhớ lại cái nhìn lạc quan của chị ấy, Ngẫm Sự Đời luôn nhớ đến một câu: cuộc đời mỗi người, dù là hạnh phúc hay đau khổ, được hay mất, điều quan trọng là hãy giữ trái tim được an ổn, yên bình và hướng về ánh sáng. Quý vị có thấy việc chúng ta luôn suy nghĩ quá nhiều chỉ khiến chúng ta sống cuộc đời sầu muộn? Mà rắc rối của một người thường đến từ ba điều: việc của mình, việc của người khác, việc của ông trời. Những ai thông suốt rồi sẽ không còn vướng bận những phiền não trong lòng mình, không tự ý can thiệp chuyện người khác, cũng không sầu não vì vận mệnh nữa. Khi một điều phiền não được buông bỏ, những điều thoải mái sẽ đổ về. Có rất nhiều việc khi còn nhỏ chúng ta không thể nào hiểu nổi, nhưng một khi chúng ta có thể bình tĩnh và suy nghĩ rõ ràng vấn đề, chúng ta sẽ nhận ra cái gọi là gian khổ chỉ là một thử thách, tuổi tác tăng lên cũng chỉ là một sự thay đổi của thời gian, quý vị ạ. Đời người không có nếu như, chỉ có kết quả và hậu quả mà thôi. Sau đó, chúng ta phải cố gắng hết sức mình sống cho hiện tại, không nhớ mãi quá khứ, cũng không sợ tương lai. Nó giống như một cậu bé đang dựa vào sức lực yếu ớt của mình giúp hàng ngàn con cá bị kẹt trong vũng nước về lại với biển cả. Đối với người lớn, cậu đang làm chuyện thừa thãi, nhưng cậu không quan tâm, bởi vì đối với những chú cá, cậu chính là ân nhân lớn. Không có ai sẽ thuận buồm xuôi gió cả đời, dù sau này bạn giàu hay nghèo. Hãy nhớ rằng ngẫm sự đời, quý vị, tất cả chúng ta, ai ai cũng đã từng sống hết mình cho mục tiêu. Hãy học cách giữ những điều tốt đẹp trong tim, không hối tiếc về quá khứ, cũng không lo lắng về tương lai. Nhìn nhận vào hiện tại và đón nhận nó. Có như thế, bạn mới giữ được những khoảnh khắc tốt đẹp và ý nghĩa nhất. Điều thứ ba, lòng không oán hận mới thấu rõ chân tướng cuộc sống. Có vài người càng thiếu tiền, sống càng thảm. Khi nhìn người xung quanh mình phát đạt, giàu có, trong lòng càng lúc càng bất mãn. Tại sao mấy người sống tốt như thế lại không chịu giúp tôi một chút? Phải chăng cái giận khiến họ mất đi lý trí và lòng ganh tị khiến họ trở thành những người nhỏ nhen? Họ đã quên rồi một sự thật: người ta có giúp họ cũng là vì nể cái tình. Nếu người ta không giúp cũng là chuyện thường tình trên đời, bởi vì người ta không có trách nhiệm phải giúp họ. Nếu chỉ vì chuyện này mà tức giận, oán hận,
chỉ khiến chúng ta mất đi những người bạn tốt, phải không quý vị? Thế nên, dù không có tiền đi nữa, cũng phải trở thành một người nghèo, nhưng sống tích cực, có danh dự, thể diện. Ngẫm sự đời thường nghe bạn bè nói rằng, càng trưởng thành, họ càng thích ăn đồ thanh đạm, sống cuộc đời yên tĩnh và có những mối quan hệ đơn giản. Ngày hôm nay, quý vị có thể nhìn lên các vì sao bằng mắt, nhưng hãy giữ đôi chân trên mặt đất. Vì sao tất cả tăm tối, nhất định có ngày sẽ tìm được ánh sáng. Chỉ những ai không phàn nàn mới có thể nhìn ra chân lý cuộc sống. Như một nhà văn người Pháp đã từng nói, ngay cả khi rơi vào tuyệt vọng, cũng nên bảo trì tính tích cực, yêu đời. Đây chính là tài phú lớn nhất cho cuộc đời bạn. Vậy nên quý vị ạ, từ ngày hôm nay, trước khi muốn than phiền về điều gì, hãy dành chút thời gian xem lại mọi ngõ ngách trên thế giới. Bởi vì không ai sống dễ dàng cả. Đối xử với thế giới bằng tâm khoan dung và bước đi trên nó bằng lòng từ bi, cuộc sống sẽ mở ra cho tất cả chúng ta một con đường, một lối thoát thanh bình, quý vị nhé. Quý vị có đồng tình với những chia sẻ này của Ngẫm Sự Đời không? Ban biên tập của kênh rất mong muốn sẽ nhận được thêm nhiều ý kiến đóng góp cũng như những câu chuyện của quý vị gửi về. Vì thế đừng ngần ngại chia sẻ với chúng tôi bằng cách để lại bình luận bên dưới video này nhé. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian vàng ngọc để nhấn nút yêu thích và đăng ký kênh để ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo trên kênh Ngẫm Sự Đời.